Một bạn nữa đưa câu hỏi là: Bạch thầy cho con hỏi, nhà con bố mẹ con tụng kinh sớm, vợ chồng con đi làm mệt nên không dậy làm lễ được. Vậy thầy cho con hỏi là vợ chồng con có tội không ạ? Gia đình khi gia đình con làm lễ thì bố con có thỉnh chuông to mà trong khi đó hàng xóm nhà con vẫn chưa biết Phật pháp, vậy có ảnh hưởng gì không? Con xin cảm ơn A Di Đà Phật. Ở đây một Phật tử hỏi rằng ạ, bố mẹ dậy tụng kinh sớm nhưng vợ chồng đi làm về mệt, lúc đó chưa dậy lễ được có sao không? Thầy nghĩ không, cũng không sao đâu, vì Phật đâu có bắt là cứ nghe tiếng chuông nghe tiếng tụng kinh là cả gia đình phải dậy lễ đâu. Ở đây tùy duyên, thầy mà thầy cũng có bắt vậy vậy đâu, tùy duyên đi. Nếu vợ chồng bạn mà còn đi làm, đang còn tuổi trẻ, còn đang đi làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước hoặc các doanh nghiệp vân vân, do cuộc sống mưu sinh phải đi làm ban ngày thức khuya dậy sớm nó mệt nhọc, không thể dậy lễ Phật tụng kinh được từ 3 rưỡi 4 giờ với bố mẹ như vậy thì cũng không sao. Nhưng trước khi đi làm nhà theo Phật thờ Phật như vậy thì trước khi đi làm bạn cũng đi nên xá Phật một xá hoặc ba xá hoặc lễ Phật ba lễ, xong đó bạn chắp tay niệm Phật lấy 10 hơi, tức là hít vào thở ra, chắp tay niệm Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là hít vào niệm ra như vậy đến 10 lần, 10 hơi như thế. Xong bắt đầu là gì? Mới đọc cái bài phát nguyện ngắn ngắn là nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát Vi Bản Lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ứng nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh dây cộng thành Phật đạo đó. Thế là bài nguyên nguyên văn phiên âm chữ Hán. Còn nếu đọc nghĩa Việt, tiếng Việt của chúng ta là: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền vốn trọng ân dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Như thế là gì? Là xong. Là bạn đi làm, tối về trước khi đi ngủ thì cũng gì? Cũng như làm được như vậy nữa. Thì bạn gì? Làm tròn vẹn cái tâm của một người Phật tử tại gia vậy. Còn trẻ còn bận bịu công việc, chưa tu được thành thời khóa như là gì, các sư hay là như là cha mẹ mình, thì mình có thể tu hành những dùng cái phương pháp thập niệm như vậy, tức là 10 hơi niệm Phật như thế. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói trong văn sao nói rằng á, người đó công đức cũng vô lượng vô biên, thậm chí là tới khi xả bỏ báo thân ở của cõi đời này còn được gì, được A Di Đà Phật Quan Âm Thế Chí tiếp rước mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới vĩnh viễn, xa rời biển nghiệp, xa rời sinh tử, chỉ trong một đời chứng được quả vị vô thượng Bồ đề như chư Phật mười phương vậy. Đó, đây là một pháp tu rất gì, rất là gần gũi và thiết thực, dành cho những người bận bịu công việc có thể thực hành tu tập cũng được, công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Và Ngài Ấn Quang Đại Sư nói tới khi xả bỏ báo thân có thể được vãng sinh Tây Phương tự do tự tại như những người tu tập đầy đủ các thời khóa khác. À, cho nên đấy bạn cũng nên gì, nên tìm hiểu tham khảo và thực hành được thì tốt. Còn bạn nói là không dạy lễ Phật được như vậy có sao không, thì nó cũng không sao đâu. Đấy, bạn cứ có nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, những dậy sáng đi làm thì có thể làm được, chỉ mất được 5 phút thôi làm được điều đó rất tốt. Trước khi đi ngủ buổi tối làm cái điều đó được thì mất 5-7 phút thôi làm được thì rất tốt cho bạn. Và bạn hỏi là nhà bạn tụng kinh, bố bạn cứ hay gõ mõ to như vậy ảnh hưởng đến gia đình những người bên cạnh, họ chưa biết Phật pháp, cái đó thì không nên. Bạn nên khuyên với bố bạn là gì, là bảo là thầy nói, thầy hướng dẫn là gì, chỉ gõ chuông gõ mõ buổi sáng sớm và buổi tối thì nhẹ nhàng ở trong phòng tụng kinh của mình thôi, nhỏ nhỏ, gọi là tiếng chuông tiếng mõ là tiếng hiệu và tiếng lệnh. Chuông á là tiếng lệnh, mõ là tiếng hiệu, thì mình dùng hiệu lệnh làm sao cho nó thì mình nghe ở trong phòng mình thôi, chứ không nên là gì gõ to quá, đánh to quá khiến cho người trong nhà và hàng xóm láng giềng, nhà sát vách nhau ở mặt phố, ở phố xá đô thị, nhà sát vách nhau, những người bên cạnh họ không hoan hỉ, họ bán phá thì tội cho họ. Cho nên đấy, bạn khuyên bố bạn là đấy, và nghe thầy hướng dẫn là chỉ nên thỉnh chuông gõ mõ thật gì vừa phải, nhỏ nhẹ đều đủ nghe ở trong phòng nhà mình thôi, cũng không nên làm ảnh hưởng tới người khác, thậm chí trong nhà mình cũng gì cũng không nên làm ảnh hưởng tới người khác nhiều quá. Cái tiếng chuông tiếng mõ thật thì vừa phải thôi đấy, thầy có lời khuyên như vậy. Amen.